Chào các bạn, thì buổi trước mình đã hướng dẫn các bạn về làm về cái phong login này. Thì mình chỉ sử dụng cái các ô input đơn giản thôi nên cái giao diện nó khá là xấu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lại cái form này cho nó đẹp hơn nhá. Thì đầu tiên mình sẽ đi search một cái theme đi. Login form HTML này. Thì ở trên này có khá là nhiều cái theme free. Các bạn lựa một cái nhé. Thì ở đây mình đã lựa được một cái này. Đây, mình lựa cái này nhé. Mình sẽ copy cái mã HTML của nó ra này. Và mình sẽ sửa lại ở trong cái form login. Ở trong cái file login.blade này. Trong thư mục view. Mình sẽ xóa đi này. Và mình paste lại. Ok. Thì ở đây mình sẽ sửa lại một vài cái. Ví dụ như mấy cái thằng action này mình không cần này, mình sẽ bỏ đi nhá. Mình cần method của nó là post này và một cái set là rep token này. Cần một token này. Ok, thì mình chủ yếu mình sẽ cần một cái form thôi. Một cái form, method là post, set là token và hai cái ô input. Một cái ô input là chỗ này mình sẽ là để là email đi. Thay bằng email này. Auto complete để là email. Chỗ này cũng email luôn đi. Placeholder cũng để email này. Và một cái ô input là password. Ok. Và một cái nút submit. Rồi, mình sẽ load lại trang này. Đây, hiện tại nó chưa có CSS nên nó đang hơi xấu. Bây giờ mình sẽ thêm CSS vào này. Thì copy CSS. Và ở đây mình sẽ tạo một file CSS ở trong thư mục public nhá. New folder này. CSS. Và mình sẽ tạo một file là login.css. Paste nó ra. Tất cả những cái file tĩnh như kiểu file CSS và JS thì các bạn nên để vào trong thư mục public này để mình sẽ quản lý cho dễ nhé, quản lý và truy xuất cho dễ. Ở bên này thì mình cũng cần phải import cái file nó vào. Mình dùng một thẻ thẻ link này, thẻ link và href của nó, dùng hai dấu ngoặc nhọn và dùng asset này CSS cho đến file login.css thì mặc định cái sẽ asset này nó sẽ trỏ thẳng đến cái thư mục public này và đi đến thư mục CSS này và chọn chọn cái file login này. Rồi mình sẽ load lại trang này. Ok, thì mình đã có một cái form login như này. Tiếp theo mình sẽ có một cái file dashboard nữa, mình cầm một cái dashboard nữa. Đây là cái phần trong quản lý cho admin đấy. Thì hôm bữa mình chưa làm giao diện cái này. Hôm nay mình sẽ làm nhá. Thì các bạn search cho mình cái admin LTE. Đây là một cái theme khá là nổi tiếng. Free. Chọn download này. Đây. Đây là GitHub của cái Calendly. Kéo xuống thì có các bạn có phần shortcode này. Chấm zip thì mình đào về. Đau cái này về nhá. Ok, thì mình đã đau ở đây. Đây, mình đã có cái file giải nén cái file admin LTE này rồi. Mình sẽ mở cái file index này, index lên. Ok. Đây là cái trang quản lý mặc định của thằng admin LTE. Mình sẽ copy cái giao diện này nhá. Thì đầu tiên này, các bạn sẽ mở cái thư mục này ở trong cái
Visual Code nhá. Mình tạo một cái new window đi. New window, và chỗ này mình sẽ open. Chọn cái file admin. Open này. Admin LTE này. Đóng ngay đi. Ok, thì ở trong cái file index này nó khá là dài. Khá là dài luôn. Mình sẽ copy hết nhá. Copy hết toàn bộ cái này. Và mình paste vào trong cái thư mục dashboard, à cái file dashboard của mình. Dashboard.blade này. À trước khi đó mình sẽ phân tầng cái view này. Phân cấp cái thư mục view này cho dễ quản lý nhá. Ở view này mình sẽ có một new folder này. Admin. Và một cái folder nữa là home. Home. Thì cái dashboard này nó sẽ được nằm trong cái phần admin nhá. Ok, dashboard nằm trong admin. Move nó vào. Và một cái thư mục nữa là thư mục out. Out thì mình sẽ có cái file login này. Move nó vào. Và file register này. Đối với home, home thì mình cho vào home này. Ok.